Ok, chào bạn, mình sẽ giao lưu đối thủ chú bé Việt Nam. Mình sẽ đánh Scandinavian. Lên tốt đấy. Ok, mình đẩy tốt này để ra hậu đây và chui xuống đây. Một cách để chạy hậu sau khi trắng đuổi mã. Đấy, cho thấy chính xác là về hậu đây. Lên mã. Ok, mình sẽ ghim tượng, sau đó sẽ đẩy tốt lên. Mã thì lên đây. Ok, mình cũng sẽ lên mã. Lên tốt để phát triển tượng và nhập thành. Đẩy tốt lên đấy. Đẩy tốt lên để tránh tượng ghim thôi. Nhập thành. Chúng ta xem trắng này nhá. Ra xe. Ok. Sau mình sẽ nhập thành. Chúng ta xem trắng là như thế nào. Có thể lên hậu đây và đưa xe ra đây. Mình thì mình đánh thế nào đây? Có lẽ vẫn là nước nhập thành. Đúng là lên hậu thật. Bây giờ thì các nước tấn công của mình sẽ có thể là đẩy tốt lên đây thôi. Trước đó thì ra xe đã. Ra xe. Cũng ra xe. Ra xe đâu nhỉ? Đẩy tốt xuống ăn, tốt ăn lên, tốt này ăn lên, như vậy là cột này sẽ được mở, như vậy mình sẽ ra xe đây. Còn nếu trắng đưa mã lên đây thì mình sẽ về tượng, mã ăn, mã này ăn lên. Ra xe thì các nước sau mình sẽ lùi tượng về đây. Cờ này không biết trắng thế này thế nào. Đuổi tượng. À, như vậy là trắng muốn đuổi tượng. Ok, đây mình sẽ lấy mã ăn lên. Lên mã đấy. Ok, ăn thôi. Chúng ta để thấy là nếu không ăn thì mã của trắng sẽ ăn ngay. Ok, giờ ra xe để tấn công tốt này. Chiếm cột nửa mở. Chính xác là chiếm cột nửa mở. Bây giờ mình đẩy tốt lên đây thì sao? Trắng có thể đưa mã lên đây đuổi hậu. Đẩy tốt này không hay lắm, đẩy lên đây thôi thì hay hơn. Mình sẽ đổi mã. Giờ đánh thế nào tiếp đây?
đẩy tốt lên, khả năng là trắng sẽ đưa mã lên đây ngay. Khi đó hậu sẽ chạy đi đâu? Lên hậu đây. Không, nếu thế mình sẽ lên đây trước nhé. Trắng đây tốt xuống. Ăn đây, không được. Như vậy thì trắng sẽ ăn vào đây. À không được, trắng không ăn được. Xe đang chiếu thẳng hậu. Ok, cũng chúng ta thấy là chung cuộc, nơi mà chúng ta phải tính toán cẩn thận các chiến thuật, đẩy tốt lên rồi. Chúng ta thấy là đây có thể là một sai lầm, tượng mình có thể ăn không, ăn không có tốt này. Nhưng mà mình sẽ tính xem là trắng sẽ chạy mã đi đâu để xe đuổi tượng. Nếu lên đây thì mình sẽ ăn luôn. Ra đây thì mình sẽ chạy tượng. Ok, chúng ta một sai lầm của trắng. Nếu mình là trắng mình sẽ đẩy tốt này hai nước, tốt ăn lên, và như vậy sẽ có củng cố được ba tốt ở đây, chiếm không gian. Phòng thủ Scandinavia này thì cái không gian nó hơi hẹp, nhưng mà bên trắng không tận dụng được thì cũng không làm gì được. Bây giờ mình sẽ lùi tượng về và có thể là đẩy tốt này lên, như vậy sẽ bắt nốt được con tốt này. Lớp 5, chú bé lớp 5. Ok, xong cuộc trao đổi chúng ta thấy là mình đã hơn một xe và một tốt về tượng. Bây giờ mình sẽ đổi nốt xe này là thắng. Mong chú bé đừng bấm chịu thua vội. Biết là thua rồi nhưng cứ đánh thử xem sao. Cờ này nếu mình là trắng thì đuổi mã. Này thì lên vua lại lựa chọn tiếp theo. Giữ tốt luôn. Lên vua rồi. Như vậy chú bé cũng có những nước đi tốt. Nhưng mà vẫn phải đổi thôi. Lên tượng. Lên tượng cũng hay. Ok, có lẽ đến lúc phải dùng vua rồi. Lên vua đấy. Lên vua. Đây mình trung tâm vua. Về tượng, à về vua. Đến lúc đổi quân. Okay. Giờ mình sẽ đổi quân. Đổi xe. Chờ mỗi trắng chạy vua ra đây để ăn tốt. Rồi. Vào vua.
Rồi, như vậy mình đã coi như là kiểm soát được cánh hậu. Thực ra cánh hậu thì tốt đối xứng nên là à không không đối xứng. Ý là số lượng tốt bằng nhau. Bây giờ thì ăn nốt quân tượng thôi. Ok, ăn nốt tượng là thắng. Đuổi xe. Rồi.